nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền
nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ
bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh
và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật,
khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ, nơi không gian thanh tịnh và thời gian thiêng liêng này. Tâm trí tôi tĩnh lặng, cơ thể tôi nhẹ nhàng, trực giác tôi nhạy bén. Tôi cảm nhận rõ ràng một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ bao bọc hào quang của tôi. Nguồn sáng trắng liên tục được truyền đến trường năng lượng hào quang của tôi. Tôi đang nắm lấy sức mạnh vĩ đại bên trong mình. Tôi được tự do và trao quyền nói lên tất cả sự thật, khởi lên tất cả lời cầu nguyện. Vũ trụ luôn hướng dẫn tôi đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả thông điệp tâm linh từ vũ trụ,